Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Trong câu chuyện Sự tích bông hoa cúc trắng, em rất yêu mến người bạn nhỏ Hiếu Thảo. Tuy chỉ mới là một đứa trẻ có vóc dáng nhỏ bé, nhưng bạn ấy lại có một sự dũng cảm vô cùng to lớn. Để cứu mẹ, bạn nhỏ đã băng rừng, lội suối, vượt qua hiểm nguy để tìm ra cây hoa màu trắng được chỉ dẫn. Không chỉ dũng cảm, kiên trì, bạn nhỏ còn rất thông minh khi nghĩ ra cách kéo dài tuổi thọ cho mẹ. Bạn ấy đã khéo léo tách các cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ để mẹ có thể sống lâu bên cạnh mình hơn. Có thể thấy được, bạn nhỏ đã toàn tâm toàn ý nghĩ cho mẹ của mình, bởi bạn ấy vô cùng yêu thương mẹ. Chính tình mẫu tử thiêng liêng và cảm động ấy đã khiến em ấn tượng, quý mến với bạn nhỏ ấy vô cùng. Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Em đã nghe cô giáo kể chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Nhân vật ông lão đánh cá khiến em rất yêu mến và trân trọng. Ông là một người tốt bụng, giàu tình yêu thương và không ham vật chất. Khi nghe lời cầu xin của cá vàng, ông đã thả nó về biển mà không mong nhận đền đáp. Ngoài ra, ông còn là một người hiền lành nhưng lại có phần nhu nhược. Dù vợ ông liên tục mắng mỏ, đánh đập, nhưng ông lão vẫn đi xin cá vàng đáp ứng yêu cầu của vợ mình. Nhân vật ông lão đánh cá đã giúp em nhận ra bài học về lòng tốt. Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Mỗi buổi tối, bà thường đọc cho em nghe cuốn truyện tranh Thánh Gióng, truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc. Trong đó, Thánh Gióng là nhân vật chính trong câu chuyện và là hình tượng tiêu biểu của người anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em vô cùng yêu thích. Gióng là một cậu bé thật kỳ lạ, lên ba không biết nói, biết cười. Khi nghe tiếng giao của sứ giả tìm người tài giúp cứu nước, thì Gióng cất tiếng nói đòi đi đánh giặc. Gióng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa mặc xong căng đứt chỉ. Em rất ấn tượng với hình ảnh Gióng vươn vai bỗng trở thành tráng sĩ oai phong, nhảy lên lưng ngựa sắt, dũng cảm xông thẳng ra trận. Gióng chiến đấu kiên cường, bất khuất. Dù roi sắt gãy, Gióng không hề nao núng hay nhụt chí, mà nhổ tre quật thẳng vào quân giặc. Đánh thắng quân giặc, Gióng bay thẳng về trời. Nhân vật Thánh Gióng chính là người anh hùng vĩ đại trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Cuốn sách Tiếng Việt lớp 4, tập 1, kết nối tri thức với cuộc sống, có rất nhiều câu chuyện lý thú và ý nghĩa viết về những chủ đề khác nhau. Trong đó, em rất thích nhân vật Maria trong câu chuyện Nhà phát minh 6 tuổi. Maria là một cô bé rất thích quan sát. Hồi 6 tuổi, mỗi khi gia nhân bưng trà lên, cô bé lại để ý sự chuyển động của tách trà trên đĩa. Vì Maria là người luôn say mê khám phá, nên cô bé đã vào bếp lấy một bộ đồ trà ra và tự làm thí nghiệm. Như vậy, cô bé đã phát hiện ra khi giữa tách trà và đĩa có một chút nước thì tách trà sẽ đứng yên. Maria quả là một cô bé thông minh và tinh tường. Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Em rất yêu thích nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi của nhà văn Tạ Duy Anh. Kiều Phương là một thiên tài hội họa. 6 bức tranh do mèo vẽ khiến người anh ngạc nhiên. Những bức tranh này có thể treo trong bất cứ phòng nào. Tài năng đó còn được thể hiện rõ qua bức tranh đạt giải nhất tại một trại thi vẽ quốc tế, mang lại niềm vui như ngày Tết cho cả nhà. Đáng yêu hơn cả, Kiều Phương là một cô bé rất hồn nhiên, hiếu động, có tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu. Dù bị anh đặt tên là mèo, cô bé không những không giận mà còn hồn nhiên chấp nhận và dùng biệt danh ấy để xưng hô với bạn bè.
Bị anh la mắng thì mèo vênh mặt lên. Khi đi dự thi trở về, trước thái độ lạnh nhạt của anh trai, mèo vẫn hồn nhiên kêu anh cùng nhận giải. Với tính cách hồn nhiên, bình dị và sâu sắc, Kiều Phương như một vẻ đẹp tiềm ẩn trong những bức tranh mà cô vẽ. Em rất ngưỡng mộ những phẩm chất tốt đẹp của Kiều Phương.